PMT Doctor xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chính nhé. Thai nhi 38 tuần phát triển như thế nào? Bước vào tuần thứ 38 của thai kỳ, hay còn được hiểu là tuần 36 sau khi thụ thai, chu vi của đầu của thai nhi lúc này đã bằng với vòng bụng. Nhiều mẹ bầu sẽ thắc mắc lúc này thai nhi 38 tuần cân nặng bao nhiêu. Mẹ đang ở vào giai đoạn cuối trong thai kỳ, em bé có thể nặng khoảng 3 kg và dài 49,3 cm, tương đương với một quả dưa hấu nhỏ hoặc một nhánh tỏi tây. Lớp mỡ chiếm phần lớn trong khối lượng cơ thể của thai nhi có tác dụng giữ ấm cho bé sau khi trẻ được sinh ra ở môi trường bên ngoài. Sự phát triển của thai nhi ở tuần 38 thể hiện cụ thể ở một số điểm sau. 1. Mọc móng chân. Sự thay đổi có thể thấy rõ ở đôi bàn chân nhỏ bé của trẻ móng chân của bé bắt đầu mọc ra và độ dài đã chạm đến đầu ngón chân. 2. Dụng lớp lông tơ Cùng với sự biến mất của lớp chất sáp bã nhờn, gần như toàn bộ lớp lông tơ mềm một bao phủ cơ thể bé, có tác dụng sưởi ấm thai nhi khi ở bên trong tử cung, chúng đang dụng dần để chuẩn bị cho ngày bé bước ra thế giới bên ngoài. 3. Phản xạ cầm nắm Các hành động như nắm và mút tay cũng được bé thực hiện thường xuyên hơn. Quá trình rèn luyện trong thời gian này cho phép trẻ sơ sinh có thể nắm lấy tay mẹ và ngậm mút bầu sữa ngay sau khi vừa chào đời. 4. Sẵn sàng để cất tiếng khóc. Cũng tại phổi, các dây thanh âm đã được tăng cường và phát triển hơn, giúp bé sẵn sàng cất tiếng khóc chào đời cũng như giao tiếp với bố mẹ thông qua những tiếng la khóc ngắn dài. 5. Màu mắt. Trong mắt của thai nhi có sắc tố không ổn định, vì vậy nếu bé được sinh ra với đôi mắt sáng màu thì chúng vẫn có khả năng thay đổi khi tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài, phổ biến là chuyển thành màu tối và đậm hơn. Mẹ sẽ biết đôi mắt của con mình có màu sắc thật là gì khi bé được một tuổi. 6. Sự phát triển của phổi Phổi thai nhi vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành hoàn chỉnh. Cơ quan này sản xuất ngày càng nhiều hơn các chất có hoạt tính bề mặt, có tác dụng giữ cho túi khí trong phổi của bé không bị xẹp và gắn chặt với nhau khi bé thở. 7. Não và hệ thần kinh não của thai nhi vẫn đang phát triển ngày một phức tạp, tạo ra những rãnh sâu, hay còn gọi là nếp nhăn, và tăng thêm diện tích bề mặt cho các tế bào thần kinh. Bộ não bắt đầu kiểm soát các chức năng của toàn bộ cơ thể, từ hô hấp cho đến điều chỉnh nhịp tim. Thai nhi sẽ tiếp tục nhận chất béo bổ sung để điều chỉnh não và hệ thần kinh, từ đó gia tăng khả năng thích ứng với tất cả những tác động từ môi trường bên ngoài đang chờ đợi bé. 8. Như động ruột Thai nhi sẽ nuốt nước ối, trong đó bao gồm lông măng rụng đi, chất sáp bã nhiền, tế bào da chết và các chất thải da từ ruột và mật. Tất cả những thứ này sau đó sẽ được bài tiết ra bên ngoài với dạng phân su có màu xanh sẫm trong miếng tã lót đầu tiên của bé. Những lưu ý quan trọng cho mẹ bầu trong tuần thai 38 như sau. 1. Theo dõi các biến chứng thai kỳ muộn. Những triệu chứng sưng đau nhẹ ở bàn chân và mắt cá chân trong giai đoạn này có thể không đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu mẹ nhận thấy sưng phủ quá đột ngột, có thể lan đến tay, Mặt và vùng xung quanh mắt hoặc tăng cân nhanh chóng thì nên đến bệnh viện để kiểm tra ngay. Đây có thể là dấu hiệu của tiền sản giật, một tai biến thai kỳ nguy hiểm thường xuất hiện ở giai đoạn những ngày gần sinh. Hai, thực hiện các bài tập. Mẹ có thể đi bộ nhẹ nhàng, thực hiện động tác squat, ngồi xổm cho bà bầu gần sinh hoặc kết hợp thêm với thiền định và yoga. Tất cả những bài tập trên rất có lợi cho quá trình chuyển dạ và sinh nở của mẹ, giúp chúng diễn ra dễ dàng hơn cũng như giảm bớt các cơn đau do co thắt và giữ tinh thần thoải mái, sẵn sàng cho ngày trọng đại sắp đến. 3. Mặc quần áo thoáng mát Tác động của những hóc môn, cùng với việc tăng lưu lượng máu đến da và tăng quá trình trao đổi chất trong thai kỳ, có thể khiến mẹ bị đổ nhiều mồ hôi hơn bình thường. Mặc quần áo rộng với chất liệu vải mỏng nhẹ, uống nhiều nước hoặc dùng phấn hút ẩm cho bà bầu không chỉ giúp mẹ luôn được khô thoáng, mà còn tránh được tình trạng nổi phát ban do nóng bức. 4 cố gắng dành thời gian ngủ. Phụ nữ có thể rất khó ngủ vào ban đêm và thường hay gặp những giấc mơ kỳ lạ do áp lực tâm lý sắp làm mẹ. Nếu có thể, hãy tranh thủ ngủ vào ban ngày vì đây là những cơ hội cuối cùng để mẹ có thời gian ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức cho ngày chuyển dạ và sau so sinh sắp tới. Bên cạnh đó, đừng quên tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, cũng như xem lại túi vật dụng nhập viện đi sinh để chuẩn bị sẵn sàng chào đón bé yêu. Sự phát triển của thai nhi 38 tuần ở vùng xương chậu có thể khiến mẹ cảm thấy nặng nề hơn. Tuy nhiên việc duy trì thói quen đi bộ và luyện tập nhẹ nhàng sẽ hạn chế được tình trạng này, thậm chí còn rất có lợi cho ngày sinh nở. Nếu các bạn thấy video ý nghĩa thì hãy bấm like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé.